Tiêu Ấn Độ. Đây tiêu Ấn Độ các bạn nhé. Đây nha, tiêu Ấn Độ. Tiêu gì đây không biết. Đây. Quả của nó nha. Quả của nó cay lắm nha. Đây, lá đây này. Đây đây quả của nó đây. Tiêu gì đây nhá. Anh em biết thì cho mình biết với nhá. Tên của nó là gì, tiêu gì đây. Rồi mình hái hái hết luôn. Ô cái này chín rồi này. Đó, nó chín chín rồi đỏ này. Đấy, biết tiêu gì đây. Anh em mà biết thì cho mấy anh em cùng biết cái tên của nó nha. Đấy, cái quả của nó đây. Nó có quả liên tục luôn đây. Quả nó đây. Quả liên tục. Đó, bây giờ giá muối, giá bút tiêu.